Xuân Thủy xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại Xuân Thủy đang có mặt tại nhà thờ giáo xứ Lương Đống thuộc giáo hạt Đông Hưng, giáo phận Thái Bình. Hôm nay chuẩn bị cho tuần chầu lượt của giáo xứ thì các ông các bác đang kéo để chuẩn bị kéo chuông lên quý vị ạ, để cho mừng tuần chầu lượt thay mặt giáo phận. Đây, quý vị đang kéo cái sắt xà để chuẩn bị nặng lắm. Quá tuyệt vời. Bà đang chạy bằng gạo. Thấy chưa? Thấy. Ba. Quá ngon rồi. Quá chết rồi. Đấy, sạt to vậy này. Đeo lên. Đang làm cái gác chuông quý vị nhé. Chuẩn bị ngày mai gác chuông mới. Đây là cờ anh. Đây là hạt cờ. Đây là hạt cột cờ quý vị nhé. Rồi giáo dài về 10 mét. Này đưa lên tháp chuông quý vị ạ. Rất là đẹp luôn. À, nếu mà lên tháp chuông thì phải lên. Mai bắt đầu cái gắn chuông không? Mai à? Vâng. Có. Chuông chắc lại cũng kéo này luôn. Chuông phải có cái gì lăng lên ấy chứ. Vâng. Nó còn để tặng dưới này đấy. Vâng. Để chỉnh chuông. À chuông nhưng mà... Đây có một quả thôi. À có một quả thôi. Tổng thể là nhà thờ có mấy quả không? Tổng thể nhà thờ có quả này, đấy là quả to này, đấy là quả thứ hai đấy, quả thứ nhất. Hai quả, vâng. Ở kia là người ta mới cúng. Vâng. À người ta cúng đấy. Vâng, tí con vào. Con quay... Anh à. Cao chưa? Rồi, vâng, vâng. Quay, quay đấy. Nhà thờ rất là cổ kính. Nhà thờ cổ đấy. Cổ không nhỉ? Nhà thờ này xây năm bao nhiêu không? Cái bàn tòa kia là năm 1907. 907 á? Ừ. Năm 1907. Không, đấy là cái bàn tòa. À vâng, vâng. Còn cái nhà thờ thì đây đây chỉ không? Dạ vâng. Đây là nhà thờ bên trong, nhà thờ giáo họ Lương Đống thì nhá, thuộc giáo hạt Đông Hưng. Giáo xứ Lương Đống. Vâng. Đây. Giáo phận Thái Bình. Có chữ Nho đây thì dịch ở Viện Án Đô. À vâng ạ. Thiên Liên Trụ, tức là cái bàn tòa này còn cách cái nhà thờ này 27 năm. 27 thì năm. Thì người ta mới làm được cái bàn tòa này, vì trước nó là bàn tòa gỗ. À vâng. Xong người ta mới bàn tòa này là nó bằng vàng thật. Bằng, nên nó mới tồn tại đến ngày hôm nay. Bằng vàng ạ, mạ vàng. Vàng người ta dát mỏng ra. À dát mỏng trong vàng. Trong đó là có bàn tay nghệ nhân của người Trung Quốc. Wow, đẹp. Được. Còn thấy hoa văn chi tiết nhiều. Hoa văn đấy em nhìn. Đây là một trong hai cái bàn tòa đẹp nhất địa phận. À, vâng. Thằng này với lại thằng ở bên kia. Dạ vâng. Vậy là giáo xứ mình cũng thành lập lâu lắm rồi ông nhỉ, con đương đại. Trước vâng. Đông. Vâng. Nhưng mà người ta đi Nam. Người à, ta vâng. Đi Nam còn lại có vài gia đình thôi. Nhà thờ này theo dòng thời gian mà. À đây là mới nâng này. Đây là dưới là bê tông không? Bê tông. Ở trên là gỗ. Trước nó thấp hiểu không? Vâng. Trước nó hàng cột nữa đang đây. Vậy là nâng lên phải là 2 mét không nhỉ? Nâng lên hơn 2 mét. Vâng. À 1 mét 8. Vâng. 1 mét 85. Vậy là năm nay là giáo xứ đang chuẩn bị chuông lên để tuần chầu lượt 2021. Đấy, bao giờ có trường sầu, vâng. Cổ. Dạ vâng. Lâu rồi. À, giáo xứ mình được đông họ không? Đông hai giáo họ. Họ.
có hai họ. Trước đây nó có ba họ nhưng một cái họ bỏ đi hết thì họ phá nhà thờ rồi. À vâng. Đó là họ Trọng. Dạ. Thế còn lại bây giờ có họ Phù Sa, họ An Phú. À. Nhưng hai họ đều ít người. À vâng. Cái họ bên kia nó có 80 thôi. Vâng. Vậy. Còn đây nó có hơn 100. Vâng. Đây 126 người. Vậy là tổng nhân danh chắc được khoảng 300. 200. 200. 220. Khoảng ấy thì nhưng mà nó lại ở ba xã, tức là riêng cái giáo xứ này này là nó có toàn bộ là đi lương là có Đông Vinh, Đông Hà và Đông Giang này. À, thì vâng. Đông Hà kia có 2-3 gia đình đi giáo. À vâng. Đấy, đến đây thì cha Thánh Nhi Xem Tiên Liêm là bắt ở đây. Bị bắt ở đây thì người về làm giải tội ở đây, Kỳ Phúc. À dạ. Đấy là xương người đây. À đấy, vâng, xương vâng. Xương tay của người đấy. Đấy, đấy. Vậy là cha đấy, Liêm là cha sự bị. Xem Tiên Liêm đấy. Vâng. Đấy. Ở cái chỗ kia kìa. Thế trước đây là cái chỗ bàn tòa chầu kia là kiệu mình để mình thánh. À, để giới vâng. Thiệu cho ông. Bây giờ đây trong này nó có ba cái sắc chỉ. À vâng. Sắc chỉ của Đức Cha Trung. Dạ. Ở đây. Sắc chỉ của Đức Cha Trung là chỗ rời cái bàn tòa này về đây sang đây để ra Thánh Liêm, còn trước đây là nó để chờ tòa chồng mình tánh đây. Vâng. Ông hiểu không? Nhà tạm đấy. Dạ dạ. Thế nhưng khi ông cha già quyến ông ấy cúng vào, ông lên cha ông cúng vào cái đây cái tượng cái bàn tòa đó xa này thì là người ta mới chuyển cái bàn tòa này sang đây. Vâng, đẹp nhỉ. Năm ấy là năm 1924. 1924 vậy là đã đi đúng 100 năm. Đấy, đúng 100 năm rồi. Tức là 907 này. Vâng. Không hiểu. Có chữ cái chữ ở đây này. Chữ ở sau cái có số ở đây này. Vâng ạ. Cái tòa này 1907. Vâng. Vâng. Trên 100 năm rồi. Đây con. Đây mà rác vàng quý vị này. Đây, ra đây đi. Dạ. Vâng. Đấy. Vâng. Đây rác mỏng nha. Đây. À đây là chữ nho đây. Nho đây là chữ nho nhá. À, là Thiệu Trị năm thứ 2, tức là vua Thiệu Trị lên được 2 năm để làm cái bàn tòa này. À, năm vâng. Ấy là 1907 người ta để đằng giữa kia. Vâng. À đây là chữ nho này. Yeah. Hai bên đều giống chữ như thế. Bàn thờ này trên 100 năm rồi. Trên 100 năm. Còn nhà thờ được 200 năm. Không. À được 100 năm. Còn xin lỗi. 127 năm, không phải cái nhà thờ này không phải nó có từ đây. À vâng. Mà nó có từ bờ sông người ta chuyển lại. À, có nghĩa là tôi cũng không di chuyển rồi. Tức là di chuyển, trước đây là người ta giảng đạo là ở bờ sông như kia, tức là cái bãi ông Kiền như cái bãi sông kia. À vâng. Thế xong sau đó là người ta mới đi đạo đông thì người ta mới chuyển nhà thờ về đây. Dạ vâng. Không hiểu nào. Vâng. À. Quá tuyệt vời. Giáo xứ rất là cổ kính. Trước đây là nó có những hàng sông rất đẹp. Vâng. Nhưng người ta sửa lại người ta vứt hết đi. Chứ nó có hàng xong rất đẹp, nó là vỗ ngưỡng, đúng không? Vâng. Bằng gỗ linh hết. Dạ. Cái gì vậy, thời gian nó cũng xuống cấp. Mình cứ mỗi lần là mình lại sửa lại tí. Đây là cái giáo xứ nhỏ thứ hai địa phận. Sau vâng. Cái thằng là... nhỏ nhưng mà lại tuổi lại không nhỏ không ạ? Không tuổi lại lớn. Tuổi tuổi lại rất là lớn. Ôi. Rất cổ kính. Nhà thờ nhỏ thôi nhưng mà lại ngon được lại, lại vâng đẹp ạ. Vào trong rất mát và rất nhìn nó cổ kính. Còn đi qua cũng khá nhiều thờ nhà thờ gỗ rồi. Ở bên giáo phận Bù Chu thì rất nhiều nhà thờ gỗ. Ở Thái Bình thì cũng có khá nhiều. Ừ, khá là nhiều. Vâng. Đây là ăn nâng lên 2 mét, hơn 2 mét. 1 mét 8, vâng. 5. Vâng. Nâng lên 1 mét 85. Con thấy cái kia có cái bệ đá mà... Tất cả đều có bệ đá, vâng. Nhưng mà cuối cùng đây nó chìm xuống. À vâng. À vâng. Nâng lên đổ vào. Dạ. Đó. Chân đều kê tảng hết. Thế người ta để cái xà từ bên này kéo sang bên này để kéo. À vâng. Cột. Dạ vâng. Người ta mới để đá nó không cân bằng. Vâng. Dạ vâng. Đấy còn cái tháp chuông này là xây sau vào. Chuông này thì đầu tiên là nó không có tháp. À không có tháp, nhà thờ không đấy, có tháp. Ta chỉ có một cái tháp chuông ở đây thôi. À vâng. Thưa gỗ bằng gỗ. Tháp chuông. Bằng gỗ nhỏ đấy. À rồi ạ. Đức cha chuông, đức cho tiền. Vâng. Xây tháp chuông vào đấy.
Vâng. Làm hết 113.000. À vâng. Giả lại. À dạ vâng. À làm cho 117.000 thì làm hết 103.000. Vâng. 103.000 thời đó. Bây giờ thì bước cao đúng bằng nhà thờ này. Vâng. Nhìn đi bức tường không mà thấy là nhà thờ quá cổ. Rất đơn giản. Cái hoa văn này là làm lại đấy chứ. Cái hoa văn của nó là mờ mờ đây này. À đấy, nhưng mà trên kia là người ta đã làm lại rồi. Thế là người ta phá đi, người ta làm vâng, lại vâng, nó vâng. Đẹp. Dạ. Nó chỉ có đây này. Vâng vâng. Đấy, cái quan trắng này là đúng rồi. À đây. Trắng này như thế này là người ta đắp lại. Đây đây có cái bảng đây. Cái bảng ấy đây. Bảng sửa đây. Chữ cũng có chữ nôm luôn. Cảm tạ Thiên Chúa, Thánh Đường, Giáo xứ Lương Đống, Quan Thầy Đức Mẹ Mân Côi, được các vị tiền nhân xây dựng vào năm 1863 đời Chúa Trịnh Quý Tị Thiên, đại tu vào ngày 18 tháng 11 năm 1997, đinh sửu niên, lễ tạ ơn Thiên Chúa và khánh thành ngày 21 tháng 6 năm 1998, Mậu Dần niên, lập bia ngày kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 19 tháng 6 năm 1998. Rất tuyệt vời. Một giáo xứ tuy dành ít thôi nhưng mà rất là cổ. Thì sẽ ra bên này quay cho các bạn xem nhé. Nếu mà nhìn mà cuối thờ mà nhìn thẳng lên thì nghĩ là nhà thờ này nối liền với tháp chuông, nhưng mà đến đoạn này là rời luôn. Nhà thờ rất là cổ kính, giữ được đến ngày hôm nay trên 100 năm này quý vị ạ. Qua thời gian quý vị thấy nhà thờ bây giờ càng ngày càng rêu phong, nhìn rất là cổ kính, rất đẹp. Mọi công tác chuẩn bị cho tuần chầu lượt của giáo xứ Lương Đống đang diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Các ông, các bác, các bá cũng đang quét dọn cũng như là chỉnh tu lại nhà thờ, trang trí cũng như là đang làm hàn xì những cột cờ để cho mừng ngày đại phúc tuần chầu lượt của giáo xứ Lương Đống thay mặt giáo phận. Thì rất vui hôm nay trở về đây chia sẻ cho tất cả quý vị những hình ảnh này. Quý vị thấy nhà thờ rất là đẹp lắm, bé bé xinh xinh. Tuy nhà thờ bé nhưng mà lại tuổi đời rất là cao. Trên 100 năm rồi quý vị ạ. Đây thì sẽ đi xung quanh ngôi thánh đường cũng như khuôn viên. Ở đây có 14 đàng hy giá này. Bên này là 7 đàng. Ở đây gió hôm nay rất là to quý ạ. Gió rất là to. Nên là mình nói chuyện nó hơi ồn tí, quý vị thông cảm nhé. Đây là nhà giáo lý, nhà mục vụ, nhà truyền thống của giáo xứ Lương Đống. Ở khu vực đây đất đai cũng rất là rộng. Mình thấy đây rất nhiều cây nhãn cổ này, to ở khu vực đầu thờ. Đây thì đang tiến, mình sẽ chụp một kiểu để làm kỷ niệm. Rất là đẹp luôn. Dạo khuôn viên quý vị nhé.
giáo xứ Lương Đống thì thuộc về giáo hạt Đông Hưng, giáo phận Thái Bình. Quý vị thấy xây dựng vào năm 1862, quý vị thấy rất là lâu đời. Đây là mình đang đứng ở khu vực đầu thờ. Thủy thì lần đầu tiên trở về với giáo xứ Lương Đống, chia sẻ cho tất cả quý vị những hình ảnh của nhà thờ, khuôn viên cũng như bên trong bên ngoài nhà thờ. Thủy cũng rất là vui mừng. Thủy đi mỗi một đàng được biết được nhiều cái hay, những cái đẹp của đạo Công giáo mình. Thủy muốn ghi lại, chia sẻ cho bà con nơi xa gần, cho quý vị cùng đón xem. Cũng có thể là quý vị là người của con của giáo xứ Lương Đống, quý vị không có điều kiện về với quê hương thì qua hình ảnh này quý vị xem cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương quý vị nhé. Hiện tại thì các bác thợ cũng như là các ông, các bác đang làm cái phần thắp chuông, chuẩn bị ngày mai kéo một quả chuông, có một người dâng cúng vào nhà thờ. Đây là 14 đàng giá nữa này, bên này là 7 đàng, bên kia 7 đàng. Tháp chuông vậy. Đây là đài Thánh Cả Du Xe quý vị ạ. Đài Thánh Cả Du Xe nhé. Rất là đẹp luôn. Đài Thánh Cả Du Xe này nằm ngay khu vực cuối nhà thờ, bên tay trái quý vị, ngay ở gần cái tháp chuông. Quá đẹp luôn, cái bức tranh này quá đẹp luôn. Gia đình Thanh Gia. Bên này cũng có một tượng Chúa Giêsu với ông Thánh Giuse đang làm tượng mộc. Đây thì mình chưa nhìn thấy một cái bia kỷ niệm nào, nên là không biết là đài ông Thánh Giuse này đã xây dựng lâu chưa. À quý vị nhìn đây, đấy toàn bộ cái đài. Ở đây, đây thì có một cái hồ rất là lớn ngay khu vực cuối thờ quý vị nhé. Đây có cái hồ thật là lớn, rất là sạch sẽ. Đây là những cây nhãn tượng trưng, đặc trưng của các giáo xứ
của các nhà thờ ở Việt Nam quý vị ạ. Nhà thờ nào mình thấy cũng có cây nhãn. Có những nhà thờ có cây nhãn cả mấy trăm tuổi, rất là lớn. Hiện tại thì các bác đang hàn cái cột cờ để chơi hai bên quý vị này. Cột cờ bằng inox, bằng sắt luôn, cao lắm. Đây, đang hàn đây. Và bên kia có một quả chuông rồi, còn bên này là có một quả chuông người ta mới cúng ngày mai đưa về, bắt đầu kéo lên. Hôm nay đang làm xà, như là làm cái gác để treo chuông. Cái tháp chuông này được xây dựng vào năm 2013, còn nhà thờ bên trong là xây mấy trăm năm này, hơn trăm năm nay rồi. Khuôn viên có hai cái cổng dẫn vào nhà thờ, thì bên này cũng có một cổng, hai ở bên hai bên dưới là cái hồ rất là lớn. Mình sẽ đi ra xa xa này cho mọi người xem, hình dung được cái cuối nhà thờ được. Chứ đứng gần đây nó cận, quý vị không thể nhìn thấy được. Còn đây là cái đài Đức Mẹ Rosa quý vị nhé. Tí mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, đứng ra đây thì nhìn nó đẹp. Lấy toàn cảnh cái khu vực cuối thờ. Đó, rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đây nhé, đây cái cổng dẫn vào, và bên kia cũng có một cái đường dẫn vào luôn. Thủy thì lần đầu tiên trở về với giáo xứ Lương Đống, nên là mọi lịch sử thì cũng phải nhờ ông nói thì mình mới biết được. Nhà thờ xây rất là lâu đời, cổ kính. Nhân danh ở đây thì không được nhiều quý vị ạ. Toàn giáo xứ thì được hơn 200 nhân danh. Nhưng mà tuổi đời nhà thờ thành lập giáo xứ thì có rất là lâu đời rồi. Nhà thờ xây được trên 100 năm rồi quý vị ạ. Đây các ông đang này bắt đầu dọn dẹp cũng như trang trí nhà thờ. Còn đây là có đài Đức Mẹ Rosa luôn như thế này. Đài này xây dựng vào năm 1998 quý vị nhé. Ngày xưa là hay xây mẫu đài Đức Mẹ như vậy quý vị này. Đây khu mặt sau, bên trong có một cái nhà, bên trong hầm bên trong. À,
Vậy là thầy đã chia sẻ cho các bạn xa gần những hình ảnh của nhà thờ giáo xứ Lương Đống thuộc giáo hạt Đông Hưng, giáo phận Thái Bình. Thủy lần đầu tiên trở về đây rất là bỡ ngỡ, có gì không phải rất mong quý vị bỏ qua cho. Thủy sẽ cố gắng cập nhật những hình ảnh mới của các ngôi thánh đường, các nhà thờ, chia sẻ cho tất cả quý vị. Đây là nhà thờ giáo xứ Lương Đống, thì tuần này Chủ nhật thứ sáu của Phục sinh thì giáo xứ Lương Đống long trọng tuần chầu lượt chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay mặt giáo phận. Thì về đây trước mấy hôm thì chia sẻ cho quý vị những hình ảnh không khí, mọi người đang nôn nức để trang trí cho ngày tuần đại phúc, tuần chầu lượt của giáo xứ Lương Đống. Rất mong quý vị cùng ủng hộ và cầu nguyện cho giáo xứ có một tuần chầu lượt thật là long trọng và sốt sáng. Thì chân thành cảm ơn quý vị nhé. Thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin quý vị hãy bấm nút đăng ký, ấn cái chuông rung thông báo bên cạnh để quý vị là người nhận được những video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều.